Cách đây một năm thì Trần Đình Nam đã để thất bại trước Mofori Kali ở trong trận chung kết diễn ra tại SEA Games 2017. Một tình huống mà Trần Đình Nam cho thấy trụ rất vững của mình. Dù trong tình huống giao đòn vừa rồi, Mofori Kali đã chủ động bắt chân và thực hiện đòn quét. Rất nhanh của Trần Nhầm. Đội bóng của Malaysia cũng tỏ ra khá bất lịch. Rõ ràng là cả Trần Đình Nam và Mofori Kali đều khá hiểu nhau, không có bất cứ những sự thăm dò nào. Cổ động viên của chúng ta vẫn đang tích cực ra đòn. Tình huống quật ngã thành công của Trần Đình Nam chắc chắn là sẽ có điểm. Trần Đình Nam tỏ ra rất tinh quái. Đúng là như vậy. Điểm dành cho Trần Đình Nam với tình huống quét ngã vừa rồi. Sau đó là một tình huống mà suýt chút nữa Trần Đình Nam đã phải đối mặt với nguy hiểm khi vận động viên của Malaysia đã thực hiện được đòn bắt chân. Như vậy là trọng tài vừa trừ một điểm đối với Mofori Kali. Những ưu thế đầu tiên ở trong hiệp đấu này đang thuộc về Trần Đình Nam của chúng ta. Hãy cùng chờ đợi quyết định của trọng tài với tình huống mà vận động viên của Malaysia vừa rồi đã ngã xuống sàn. Điểm được dành cho Trần Đình Nam. Vậy là Trần Đình Nam lúc này đang dẫn điểm trước vận động viên của Malaysia. Thời gian thi đấu của hiệp 1 vẫn còn khá nhiều phía trước. Một hiệp đấu của môn Pencak-Silat sẽ có 2 phút thi đấu và sẽ có 3 hiệp đấu. Lúc này thì các trọng tài bàn đang hội ý. Chúng ta cùng chờ quyết định. Trận đấu đã được tiếp tục trở lại. Trần Đình Nam đang là người nắm ưu thế ở trong hiệp đấu này. Và quét trụ trước không thành công. Tình huống thực hiện đòn đánh không hiệu quả của vận động viên Malaysia. Khuôn mặt của Trần Đình Nam là rất tự tin sau khi anh đã có 2 lần quật ngã đối phương xuống sàn và ghi những điểm quan trọng ở trong hiệp đấu đầu tiên này. Ngoài ra thì Mofori Kali còn bị trừ 1 điểm. Đòn thực hiện quét trụ vừa rồi của vận động viên Malaysia không hiệu quả và không được tính điểm. Trọng tài chính đang có những sự nhắc nhở dành cho cả hai vận động viên. Tình huống quét trụ thành công của Trần Đình Nam. Chúng ta cùng chờ quyết định của trọng tài. Tiếp tục là điểm được dành cho Trần Đình Nam. Lần thứ 3 ở trong hiệp đấu này, Trần Đình Nam ghi điểm với một tình huống quét trụ thành công. Khởi đầu thuận lợi của võ sĩ Việt Nam ở trong hiệp đấu đầu tiên trận chung kết hạng cân 75kg của Nam. Như vậy là thời gian thi đấu của hiệp đấu đầu tiên đã kết thúc. Đòn đánh vừa rồi của vận động viên Malaysia không được tính điểm khi mà tiến công đã cất lên. Chắc chắn hiệp đấu đầu tiên điểm số sẽ hoàn toàn thuộc về Trần Đình Nam với những đòn đánh hiệu quả khiến đối phương bị ngã xuống sàn.
Đúng là như vậy, những điểm số tuyệt đối giành chiến thắng dành cho Trần Đình Nam ở trong hiệp đầu tiên tới từ cả năm vị trọng tài. Tuy nhiên vẫn còn hai hiệp đấu nữa ở phía trước và Trần Đình Nam không được phép chủ quan. Chúng ta được xem lại những đòn đánh của Trần Đình Nam, những đòn quét trụ rất hiệu quả. Trần Đình Nam tỏ ra rất quái và thể hiện rõ đẳng cấp của nhà vô địch thế giới ở SEA Games 2017. Trần Đình Nam đã để thất bại trước Mofari Kali ở trận chung kết bởi những quyết định thiếu công tâm tới từ các trọng tài. Sau trận thua đó thì nhà vô địch châu Á đã không thể giữ được cảm xúc. Và rõ ràng ở cuộc tài đấu này thì Trần Đình Nam càng có nhiều lý do hơn để có thể đánh bại đối phương. Chúng ta chuẩn bị đến với những diễn biến ở hiệp đấu thứ hai. Trọng tài xác định đòn đánh của Trần Đình Nam không hiệu quả và không được tính điểm. Đã có những sự nhắc nhở dành cho võ sĩ của chúng ta. Trần Đình Nam tỏ ra khá lợi hại với những đòn chân, và bộ pháp của Trần Đình Nam cũng rất linh hoạt. Anh không để cho đối phương kịp thời có những pha phản công và áp sát thực hiện những đòn quét trụ. Ngay sau khi tấn công thì Trần Đình Nam đã thực hiện tình huống lùi xa rất nhanh để phòng ngự. Một pha quét trụ nữa của Trần Đình Nam và có điểm số dành cho Trần Đình Nam, chắc chắn là như vậy. Rất bình tĩnh để đón chờ những tình huống ra đòn của đối phương trước khi thực hiện đòn quật ngã. Một sự tự tin đã được Trần Đình Nam thể hiện. Như chúng tôi đã nói thì trong môn Pencastilat, những đòn quét trụ và những đòn quật ngã sẽ có được điểm rất cao. Cơ hội nữa dành cho Trần Đình Nam, không được. Vận động viên của chúng ta vẫn đang thi đấu rất tự tin. Một tình huống thực hiện quét trụ trước của Trần Đình Nam nhưng không thành công. Sĩ của Malaysia đang cố gắng áp sát để ra đòn, nhưng Trần Đình Nam cho thấy anh đủ bản lĩnh để có thể hóa giải những tình huống mà đối phương thực hiện ý đồ áp sát. Vẫn đang là những ưu thế dành cho Trần Đình Nam ở trong trận chung kết hạng cân 75kg của Nam. Rất tự tin đối đầu với đối phương. Mofari Kali đang cố gắng tung ra những đòn chân, và đó cũng là những cơ hội để cho Trần Đình Nam thực hiện những pha quét trụ đối phương. Trọng tài chính đang yêu cầu Trần Đình Nam cần phải thi đấu tích cực hơn. Một đòn đá chính xác của Trần Đình Nam. Một cú đá rất nhanh. Vậy là có vẻ như tiếng còng kết thúc hiệp đấu thứ hai đã vang lên, và một lần nữa thì Trần Đình Nam lại có chiến thắng cách biệt với những điểm số của các trọng tài dành cho võ sĩ của Việt Nam ở trong hiệp đấu vừa rồi. Thêm một hiệp thắng nữa mà ưu thế được dành cho Trần Đình Nam. Điều đó được thể hiện rõ ràng qua những gì mà võ sĩ của chúng ta đã thể hiện trước đối thủ người Malaysia Mofari Kali. Liên tục là những đòn quật ngã đối phương và những tình huống ghi điểm bằng đòn chân. Nhà vô địch châu Á Trần Đình Nam đang thể hiện sự tự tin trước đối thủ trong cuộc tái đấu này ở trận chung kết hạng cân 75kg của Nam, đối thủ mà anh đã từng thất bại ở SEA Games 2017.
sẽ còn một hiệp đấu nữa ở phía trước. Nhìn qua những điểm số trên bảng điện tử thì chúng ta thấy là Trần Đình Nam đang có số điểm vượt trội so với Motori Cali. Đây là hiệp đấu cuối cùng của trận chung kết hạng cân 75kg của Nam môn pencak. Trần Đình Nam sẽ cần phải rút kinh nghiệm từ trận đấu của võ sĩ Nguyễn Văn Chí diễn ra trước đó. Nguyễn Văn Chí của chúng ta mặc dù đã gặp bất lợi ở trận đấu với đối thủ ở trận chung kết 95kg của Nam trong hai hiệp đấu đầu tiên, nhưng ở hiệp đấu cuối cùng thì sự tích cực trong tấn công của Nguyễn Văn Chí đã giúp cho đội viên của chúng ta có được tấm huy chương vàng ở hạng cân 95kg của Nam. Mặc dù trong hai hiệp đấu trước đó ở trong trận chung kết 75kg của Nam mà chúng ta theo dõi, Trần Đình Nam đã tỏ ra hoàn toàn vượt trội cho đối thủ, nhưng ở hiệp đấu thứ ba này thì Trần Đình Nam vẫn cần phải duy trì sự tập trung. Võ sĩ của Malaysia lúc này đang gặp khá nhiều những áp lực về việc cần phải ghi điểm. Một tình huống áp sát và có ý đồ thực hiện đòn quét trước của Motori Cali nhưng không thành công. Trần Đình Nam đã bị nhắc nhở. Trọng tài yêu cầu vận động viên của Việt Nam cần phải thi đấu tích cực hơn. Trần Đình Nam cần phải hạn chế việc bị trọng tài trừ điểm. Không thành công. Một tình huống mà Trần Đình Nam đã thực hiện đòn quét trụ. Trọng tài đang yêu cầu vận động viên của Việt Nam đến lại. Như vậy là Trần Đình Nam bị trừ mất một điểm ở trong tình huống thực hiện đòn đánh vừa rồi. Có lẽ là điểm trừ về sự thiếu tích cực của Trần Đình Nam. Thời gian thi đấu của hiệp đấu thứ ba, hiệp đấu cuối cùng trận chung kết hạng cân 75kg của Nam lúc này không còn nhiều. Trần Đình Nam đang ở khá gần với tấm huy chương vàng. Một đòn chân ghi điểm của Trần Đình Nam. Bộ pháp di chuyển rất nhanh nhẹn. Và những tình huống phòng ngự của Trần Đình Nam cũng rất là hiệu quả. Đối phương đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc áp sát và tìm ra sơ hở từ Trần Đình Nam. Rõ ràng là sau khi bị quật ngã liên tiếp thì Motori Cali cũng tỏ ra khá dè dặt ở những tình huống thực hiện đòn đá. Trận đấu thứ ba còn khoảng hơn 30 giây. Chính xác là còn khoảng 20 giây. Trọng tài một lần nữa lại có sự nhắc nhở đối với Trần Đình Nam. Có lẽ là lúc này những điểm số trên bảng điện tử vẫn đang có ưu thế dành cho Trần Đình Nam. Và võ sĩ của chúng ta vẫn đang rất tự tin. Và áp sát và quét trụ không thành công của Motori Cali. Đòn đánh vừa rồi của vận động viên người Malaysia là không hiệu quả. Trần Đình Nam đang cố gắng kéo dài thời gian. Không có gì phải vội vàng, sự tự tin đã được thể hiện. Trần Đình Nam đã giơ tay để ăn mừng chiến thắng. Và tiếng còng kết thúc hiệp đấu thứ ba đã cất lên. Với những phản ứng của Trần Đình Nam thì có lẽ là chúng ta đã có thêm một tấm huy chương vàng nữa. Tấm huy chương vàng thứ hai ở môn pencak trong buổi chiều thi đấu ngày hôm nay. Niềm hy vọng vàng của các võ sĩ Việt Nam đã được giải tỏa sau rất nhiều những sự ức chế diễn ra trước đó ở các nội dung biểu diễn. Chúng ta cùng chờ quyết định của trọng tài. Chiến thắng dành cho Trần Đình Nam. Võ sĩ của chúng ta đã có một sự phục hận thành công trước đối thủ người Malaysia, người đã vượt qua anh ở SEA Games 2017. Thưa ngài báo Nguyễn Lưu, ông đánh giá như nào về màn thể hiện vừa rồi của Trần Đình Nam? Như thế là
chúng ta đều rất là phấn khởi. Trận đấu trước chúng ta bị võ sĩ Malaysia ép hai hiệp, nhưng nhờ những nỗ lực đặc biệt ở hiệp thứ ba, Nguyễn Minh Chí của chúng ta đã thắng lại được tấm huy chương vàng. Và đến trận đấu vừa rồi thì Trần Đình Nam hết sức là làm chúng ta hài lòng ở chỗ là đòn chân được, đòn tay được, hết sức lạc quan tự tin. Chính cái vẻ lạc quan tự tin của anh làm nản lòng đối phương, và ông trọng tài không có cách nào khác cũng chỉ có thể trừ điểm anh một điểm thôi. Chỉ lát cho đến giờ này đã